thứ bảy đó, cho nên cái đường truyền có thể nó bị nghẽn do đông người xài, cho nên mình may rủi thôi, may rủi nghe được tới đâu thì nghe. Sáng nay mình sẽ bắt đầu cái chương là Kaspat tương ưng Kajit. Chương tương ưng Kajit. Chúng ta biết rằng là thời Đức Phật có rất là nhiều vị trùng tên nhau, giống như hôm nay mà chuyện người trùng tên người vậy đó, thì thời Đức Phật cũng vậy. Thí dụ như mình thấy là sau khi ngài thành đạo đó, ngài có độ được ba anh em đều có tên là Kaspa hết, một người là Gaya Kaspa, một người là Nandi Kaspa, một người là Urvila Kaspa. Rồi về sau này đó, ngài có một cái vị đệ tử nhỏ xíu có 7 tuổi cũng tên là Kaspa. Cho nên ngài mới gọi phân biệt cái vị này đó là Kumara Kaspa. Chữ Kumara có nghĩa là boy, boy, cậu bé vậy thôi. Rồi một vị nữa mà chúng ta đang học sáng nay đây, đó là cái vị mà đệ nhất cái về cái biệt hạnh Đầu Đà đó, thì gọi là Maha Kaspa. Thì trước mắt là mình thấy là có 5 vị tên Kaspa mà có tên tuổi rồi, thì bắt buộc phải có phân biệt. Chứ còn ngoài ra thì chúng ta biết là chắc chắn là phải có hàng chục vị khác, bởi vì đây là một cái tên gọi rất là phổ biến. Cái tên gọi Kaspa là một trong những tên gọi rất là phổ biến. Và chúng ta cũng biết rằng theo các cái nhà ngôn ngữ học ấy, cái Kaspa này nè, bên tiếng Sanskrit ấy là Kasyap, bên tiếng Pali ấy là Kaspa. Và theo các nhà ngôn ngữ học ấy, thì họ có người họ ngờ rằng họ có người họ ngờ rằng cái tên gọi này đó là nó cùng gốc với chữ Kachapa, có nghĩa là con rùa. Bởi vì theo cái nguồn gốc xưa 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 đó, là cái người ta có khuynh hướng, người ta gọi là cái thời totem, cái thời mà bái vật ấy, thì cái mỗi một cái dòng họ ta chọn một cái con gì đó, con sói, con rắn, con chim, con nai, con voi, con mãnh, con cọp gì đó, thí dụ như vậy. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là mình mượn cái của cái chuyện này để mình biết thêm một cái từ nữa, biết thêm một từ nữa tiếng Pali, cách chấp phải là con rùa nhé, học thêm được cái từ mới. Bây giờ mình trở lại cái vị tỳ kheo thì có cái tên gọi là Maha Kaspa, Đại Ca Diếp Maha Kaspa. Bây giờ tôi kể sơ cho các vị nghe về cái cuộc đời của vị này. Vị này đó, cái này nói bằng niềm tin tôn giáo nha, chỉ còn ở trong room này mà bà con nào không phải Phật tử thì nghe chỗ này hơi sốc nha. Bà con nếu không phải Phật tử thì nghe hơi sốc, còn người Phật tử thì ok, chỉ nó bình thường. Thì trong kinh nói rằng trước khi mà ngài gặp được Đức Phật kiếp cuối cùng đó, để mà chứng thành quả vị La Hán, thì ngài là một vị phạm thiên, ngài từ trên cõi phạm thiên ngài sanh xuống, ngài Ma Kaspa, ngài từ cõi phạm thiên sanh xuống. Thì trong khi đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan thì từ cái cõi đâu xuất xuống chung với Bồ Tát. Nhưng mà riêng về đó là ngài Maha Kaspa thì từ trên cõi phạm thiên sanh xuống. Và theo trong kinh nói những cái vị mà từ trên cõi phạm thiên sanh xuống là họ có một cái số điểm rất là đặc biệt, số đặc điểm đó là ngài đối với năm dục lòng hờ hững lắm, bởi vì cõi phạm thiên mà thì không có thụ hưởng năm dục, trên trong một thời gian rất là dài như vậy đó, lòng nguội lòng hờ hững. Khi mà ngài sanh ra đó thì trong kinh nói là ngài đẹp lắm, ngài có những cái đại nhân tướng, tức là như có một ngày có một số cái tướng tốt giống như Đức Phật vậy đó, thí dụ như là tướng Mã Âm Tàng, tức là cái bộ phận sinh dục đó, nó đặc biệt.
cái tướng này nếu mà ở ngoài đời đó thì coi như là có rất là nhiều quý tử hả? Mà toàn là anh hùng không đó nha, giỏi giang bác học, học giả hoặc là anh hùng chiến trận không đó. Thứ hai là cái tướng lưỡi dài rộng à, lưỡi dài rộng có nghĩa là cái người này về đời sống vật chất là hoàn toàn không có gì phải lo lắng hết và hãy nói ra thiên hạ tin à. Rồi cái một cái tướng nữa đó là tướng chi ta à, bàn tay sờ được đầu gối à, bàn tay khi mà đứng thẳng á, bàn tay sờ được đầu gối. Tôi nhớ là ngài có được những cái tướng này, ngài Mahakaspa, ngài có được những cái tướng này, tướng mã âm tàng, tướng lưỡi dài rộng, rồi khi mà đứng thẳng á, thì bàn tay sờ được đầu gối. Đức Phật thì có tới 32 ha, đệ tử ngài thì rải rác có vị được 3 tướng, 5 tướng, 7 tướng vậy đó. Như ngài sẽ phát đó, ngày ngày Mahakaspa ngài đặc biệt như vậy. Rồi khi mà ngài sanh ra đó thì ngài sanh ra trong một cái gia tộc rất là giàu có. Ngày, gia đình ngài có những cái trang trại rộng lớn, lớn đến mức mà mình không có đi bộ được mà mình phải đi bằng ngựa à, đi bằng ngựa có nghĩa là mình đi coi người ta chăn nuôi trồng trọt rồi kho lẫm lúa thóc thế này thế khác đó, thì mình phải đi bằng ngựa chứ còn mà đi bộ là đi không nổi. Thì nói theo mình bây giờ đó thì nó cỡ giống như mấy cái farm mà của Mỹ hoặc là của Úc vậy đó à, nó mênh mông ngày xưa coi như là chỉ có đi thì bằng xe hơi thôi. Thì có một cái buổi trưa đó, buổi trưa đó ngày đi đi cưỡi ngựa để mà đi chăm đi thăm nom mấy cái trang trại, mấy cái kho thóc, kho đậu, kho cỏ, phân bón rồi chuồng trại gì vậy đó. Thì ngày mới nhìn thấy giữa trưa nắng chang chang như vậy đó thì mấy con trùng con dế đó, nó bò lởm ngởm ra ngoài đất rồi bị mấy con chim nó ăn. Rồi con chim nhỏ mới vừa tha mồi lên là bị chim lớn nó giành nó giật rồi nó cấu xé nó hà hiếp con lớn hiếp con nhỏ con mạnh hiếp con yếu rồi ngày nhìn thấy ngày nản quá đi ngày mới nghĩ trong bụng người nó trời nó cứ cái đời sống mà nó ớn gì hết trời. May là mình bây giờ chưa ai đụng tới mình chắc chắn là cũng có nhiều kẻ dòm có mình cũng giống như mấy con chim mấy con trùng mấy con dế này này cứ con lớn nó dòm con nhỏ mà con mạnh nó cứ dòm con yếu ngày nghỉ gì mà thêm cộng cái nắng chang chang nữa ngày thấy ngày nản. Thì ngày lúc ngày trở về thì gia đình mới hối ngày đi lập lập gia đình. Thì các vị tưởng tượng một cái người tự được cõi phẩm thiên sanh xuống mà chẳng qua là sanh ra trong một gia đình như vậy thì cũng bất đắc dĩ đi thăm tài sản rồi chứ bụng nó đã nản rồi bây giờ mà đem cái chuyện mà vợ chồng con cái ra thì ngày nản. Thì ngày từ chối mấy lần như vậy mà thấy cha mẹ buồn thì ngày mới nói thôi cũng được ngày mới mới cho thợ đúc một cái pho tượng vàng thiệt là đẹp. Ngày nói con không phải là con không muốn lấy vợ nhưng mà con kén dữ lắm thôi giờ kiếm giùm con cái cô nào mà giống giống cỡ cái tượng này thì con lấy à. Còn không thì thôi chứ con nhìn con thấy rất quớt rồi không ai cho nó vừa mắt con hết trơn á. Ngày tính là ngày đưa ra cái cớ này để ngày thoát thân nhưng mà không ngờ đó là vì gia đình ngày giàu quá đi à, giàu quá thì nói theo lời của ông Năm Cam Việt Nam cái gì mà không mua được bằng tiền á, thì có thể mua được bằng nhiều tiền. Cái câu này nghe nó hơi kỳ kỳ nhưng mà nó hay dữ lắm. Không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền. Thì coi như gia đình ngài mới bung tiền ra đi tìm và cuối cùng tìm được một cái cô gái rất là đẹp, rất là đẹp. Cổ tên là Phật Đà Cáp Đi Là gì. Tại sao tôi mất thời gian mà tôi kể chuyện này bởi vì đây là một nhân vật rất là quan trọng và có rất là nhiều chuyện mà các vị nên biết, cần biết, phải biết về cái nhân vật này. Bởi vì không mấy khi mà quý vị được biết cái câu chuyện này vì câu chuyện này không không có trong mấy cái bản kinh tiếng Việt nhé.
thì tìm được cái cô này đó, thì cái cô này cũng ở trên phạm thiên sanh xuống, mà lẽ ra đó là phạm thiên sanh xuống là mình phải mang cái thân nam, nhưng mà tại vì cũng có một cái lời nguyền tiền kiếp rồi cũng thương ngài dữ lắm. Xin lỗi, cũng thương đến cái mức mà coi như đó là đi đâu cho thiếp theo cùng, mà đói no thiếp chịu mà lạnh lùng thế cũng vui, đi đâu cũng được. Ngày ngày thấy ngày tu thiền thì cổ cũng đi tu thiền rồi đắc, thì cổ cũng đắc, mà khi trở về cổ dục thì cổ cũng đóng cái vai trò mà coi như là tri âm tri kỷ. Chứ còn một số người của mình, một số đông chỉ biết thương chứ không có biết chia sẻ cái lý tưởng, cái chuyện này có rất là nhiều trong đạo lẫn ngoài đời. Nhiều khi mình thương chồng mình quá, hoặc mình thương anh em mình quá, thương bạn bè mình quá, hoặc thương ngay cả mình thương sư phụ mình quá, mình thương là mình chỉ biết nấu cơm giặt giũ chăm sóc chứ mình không có chia sẻ cái lý tưởng, cái tâm tư của người ta. Tôi xin mở mặt tôi nói một chuyện vô duyên, nhưng mà nó là một cái minh chứng sống động, cho là những người hộ trì tôi đó, nhiều lúc tôi ngồi tôi lén lén tôi dòm, mà tôi nghĩ không có họ thì mình cũng mệt, nhưng mà không có mở ở chợ cũng đông. Có một điều đó là tôi tưởng tượng mấy cái người này mà ở gần mình mà suốt chỉ một tháng, chắc tôi nghĩ có một đêm nào đó chắc cũng tôi cũng khăn gáo lên đường, dầu một tay bị tay gãy chứ còn chịu không thấu, chịu không thấu. Bởi vì những cái kiểu mà họ họ lo cho mình nó rất quá rồi, nó chỉ lo cho mình ăn mặc cái thay thôi, chứ còn mà những cái chuyện mình làm, những cái điều mình suy nghĩ nói họ nghe họ không có chia sẻ được, và họ phan ra nhiều cái câu tôi nói không có hay hơn. Đây cái đó là nó cách nói nhẹ nhàng nhất. Thì cái bà này khi mà bà được gia đình ngài Mahakasapa tìm được rồi đó, tìm được rồi đó, thì ở quên đó, ngày ngoài đời thì không có mang, ngày không có cái tên là Mahakasapa, mà ngoài đời người tên là Pipphali nha, ngoài đời người tên là Pipphali. Ngày Ma Kaspa người tên là Pipli. Thì hai gia đình hai bên mới gặp gỡ nhau, rồi bắt đầu mới tổ chức nói chuyện mà trầu cau chạm ngõ đó, thì kiểu của mình đó, rồi đính hôn rồi kết hôn rồi tổ chức lễ lạc sùm bát nhã. Rồi thì trong cái ngày cưới đó, ngày mới viết cái lá thơ cho cổ, ngày mới nói để cái là người ta chiều thì chiều vậy thôi, ngày người ta muốn thì ngày chiều vậy thôi, chứ còn ngày nó muốn lấy vợ, cho nên ngày mong rằng nếu mà được thì thôi mình làm bạn cho thôi, và cũng đừng có trông đợi nhớ ngài nhiều lắm. Cái vai trò cái trách nhiệm của một người chồng đấy, mà ngài rất mong là đời này kiếp này thì thôi nhiều lắm là làm bạn, còn không nó lấy cho ta vui mình đóng kịch diễn vậy thôi, rồi sau đó em cũng có gia đình mà tôi cũng có, em có tiền tôi cũng có tiền, thì coi như là mình đâu có cần phải dây dưa ràng buộc nhau làm chi. Nhưng mà không ngờ đó là hai cái lá thơ ngài gửi đi thì cũng cùng lúc cổ viết cái lá thơ cho ngài với nội dung y chang như vậy, chỉ có nét chữ con gái và ký tên con gái, chứ nội dung nó giống như copy vậy đó, nó giống nhau y chang như vậy. Có nghĩa là em chỉ diễn như vậy thôi, chứ còn em nói nó chồng con nó lộng sống như lắm. Thì thế là hôn lễ vẫn được tổ chức, và trong đêm đó, cái đêm đầu tiên mà họ ở với nhau đó, họ lấy một cái vòng hoa tươi họ để giữa hai người, và họ nói với nhau một câu nửa đùa nửa thật là sáng mai thức dậy mà hoa héo bên cạnh nào, thì cái nghĩa là người đó là cái kẻ hư, là cái người có vấn đề, là cái người nói được làm không được. Cái việc nghe có động trời không, mà cả hai người đều đẹp lộng lẫy như là tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Alo còn nghe không? Chết hết rồi, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thế là sống với nhau được mấy ngày, sáng thức dậy thì thấy hoa vẫn còn tươi không héo, họ nể nhau hơn. Thì bắt đầu sáng hôm sau cũng làm mày làm mặt cho người ta thấy vậy đó, rồi sau đó hai người mới là trong cái vai là vợ chồng đó, trong cái vai là vợ chồng mới là đưa nhau đi tu. Đi đi thì đi có cặp, nhưng đi đến một đoạn nào đó thì mới nói thiệt với nhau là thôi bây giờ thế này cứ đi sà nẹo thứ nhất đời nó thấy mình, họ biết mà, nó thấy họ biết mình là một cặp rất là đẹp đôi, mà đi như thế này đó thì người ta thấy người ta cũng đàm tiếu. Tại vì hai, xin lỗi, lúc đó hai người đã mặc đồ tu rồi, đi một khi rời nhà thì hai người đã mặc đồ tu rồi, thì thôi bây giờ đó là gặp ở ngã ba đường thì mỗi người đi một hướng, và ngày dặn thế này
Thì nói ai mà tìm được cái đạo giải thoát trước thì nhớ quay về tìm người kia. Thì đọc ngay tới cái chỗ này nè, thì tôi nhớ đến cái tình cảm của Ngài Mục Quyền Ly và Ngài Xá Lợi Phất. Và cũng ngay cái chỗ này nè, thì trong lòng của tôi phải nói, tôi biết cái nội lực của mình ở đâu. Bởi vì dầu sao đi nữa, riêng tôi chỉ riêng một chuyện nhỏ xíu thôi, một cái người mà hồng nhan tri kỷ như vậy đó, dầu mình không có lòng tà với họ, nhưng mà phải nói là mình có cái gan mà để họ đi một mình giữa cái trời đất bao la mà giang hồ hiểm ác, mà thập sanh thì ít, lý thông thì nhiều, như vậy thì cái lòng người này phải là nguội lạnh. Thứ nhất là tin tưởng nha, đã đành rồi mà cái lòng người này phải nguội lạnh dễ sợ lắm nha. Chứ còn như tôi nghĩ tôi chịu không thấu, không thấu là không thấu à, không thấu. Vậy mà ngày trong kinh có nói rằng khi cái có nhiều cái chi tiết tôi kể tôi giấu là bởi vì đối với bà con thì bà con chịu không có nổi nha. Trong kinh nói khi mà hai vị mà nói cái lời chia tay nha, ở cái ngã ba đường địa cầu rung động, địa cầu rung động, thì nàng đi về một phương mà chàng đi về một hướng. Thì ngài sẽ là phần ngày một ca giúp ngày đi một đổi, thì ngày đi vào trong một cánh rừng, thì ngài gặp một cái vị sa môn ngồi đó mà coi như là 32 tướng tốt mà quang rực rỡ. Thì trong kinh nói rằng ngài chưa bao giờ gặp vị đó, chưa bao giờ gặp được vị đó, mà ngài đi đến thẳng gặp vị đó, ngài quỳ sập xuống, ngài quỳ sập xuống. Cái tiếng Pali kêu là Thakkava, mình thì mình cái dịch là mình theo Tàu kêu là Thế Tôn, chứ bên bên Ấn Độ đó họ dùng cái chữ này, họ để họ thời xưa đó họ dùng để gọi cho những người khả kính về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Còn mình thì mình thấy cái chữ Phật cái qua là Thế Tôn, mình cứ nghĩ đến cái cảnh tôn giáo, mình nghĩ cái chữ là chỉ có Phật giáo mới biết, người Phật tử mới biết, chứ người Ấn thời xưa thì đây là cái ngôn ngữ, đây là cái kính ngữ dùng để xưng hô cho những người mà mình kính trọng về mặt tinh thần, về mặt tâm linh. Thì ngày ngày vừa gặp lên ngày ngày giống như là lá rụng về cội vậy đó, ngày quỳ sụp xuống, ngày nó bạch Thế Tôn, con là đệ tử của Thế Tôn và Thế Tôn là đạo sư của con, dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy. Thì lúc đó đó khi mà ngài ngồi xuống đó, thì Đức Phật ngài mới hỏi thăm một vài câu xong rồi đó, ngài mới khen ngài mới khen cái lá y mà ngài Ca Diếp đang mặc. Chỗ này tôi không có chua thêm thì bà con chắc cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mà có cái chuyện một cái người chưa có đi tu mà tại sao cái tấm vải mà họ khoác lên người mà gọi là lá y, là bởi vì buổi đầu của Phật giáo cái y chưa được mai thành từng miếng, từng điều lớn từ nhỏ như mình bây giờ, mà chỉ là tấm vải nhuộm màu thôi. Mà quý vị hỏi tôi màu gì thì trong kinh nó chỉ nói là màu cà xà vát. Cà xà vát đây là một cái loại màu, mà vì sao được lấy cái tên, lấy cái là cái tên gọi cho cái kiểu y giáo phục của tăng ni. Chứ buổi đầu cà xà vát là chỉ là cái tên gọi của cái màu thôi, mà mình gọi là màu cà xà đó, cái màu 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 đất, màu vàng nghệ, nói chung là cái màu của người tu bên Ấn Độ đó. Rồi sau này Đức Thế Tôn cũng quy định rõ ràng là bao nhiêu màu. Chứ buổi đầu ca sa vá là cái loại mình hiểu chung là cái màu úa, màu cỏ úa, màu đất sét, màu xám tro, màu xấu quắc, màu của thầy tu, cái màu mà luyện mà hôm nay lụm, hôm nay thành giờ mình liếc nó đó, là màu cà sa vá. Thì ngài mới là khen cái y của. Ngài gọi thẳng tên nè, ngài nói cái y của Kaspa đó, đây thì đây là một cái ngoại hiệu, cái tên mà được biết nhiều là biết phải lý, nhưng mà cái ngoại hiệu đó ngài khen, ngài nói cái y của Kaspa đẹp. Các vị có thấy kỳ không, một ông vua đi tu trở thành vị chánh đẳng chánh giác mà đi khen cái y của người ta như vậy là khen là đẹp, các vị thấy có thấy kỳ không? Tôi không thấy kỳ, nhưng mà bắt đầu tôi ngạc nhiên và tôi đoán là có chuyện rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Thì ngài Ca Diếp ngài mới nói bạch Thế Tôn, con mong ngài vì cái lòng đại bi ngài đổi y với con đi, cho con xin cái lá y của ngài đi, rồi con xin cúng cái y của con đang mặc cái cho ngài. Thế là nó mới nảy ra cái chuyện đổi y giữa thầy trò đã. Mà cái lá y mà Đức Phật mà ngài đổi cho ngài Ca Diếp thì không phải là một lá y bình thường, mà bởi vì trong kinh nói trong đời mỗi vị chánh đẳng chánh giác có ít nhất
at least là một lần. Này phải ghi trong đời mỗi Đức Phật có ít nhất một lần tự tay mình lượm vải làm y mặc. Một lần tối thiểu nha, tối thiểu một lần là trong đời mỗi Phật có ít nhất một lần tự tay mình lượm vải làm y mặc. Thì cái lá y mà Đức Phật ngài đổi cho ngài Ca Diếp là cái tấm vải bó sát của một cái cô đầy tớ tên là Punna, Punna, Punna. Cô là cô nô tỳ chết và bị ném xác trong rừng. Xác của nàng đó được quấn bằng một tấm vải rẻ tiền. Đó, cái cô này cũng chết. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới đi vào trong rừng đi một mình, ngài mới tới cái chỗ mà người ta luyện xác, ngài mới biết, ngài mới thấy cái tấm vải đó còn dùng được, thì ngài mới lấy tấm vải đó, đó. Cái câu chuyện mà coi như những cái tình tiết mà nó diễn ra trong lúc mà ngài giặt y ha, ngài giặt cái tấm vải này ha, rồi ngài phơi đó, nó ly kỳ lắm ha. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ 3 ngày 3 đêm và đi đến quyết định là không kể, không kể, tôi không khoái cái đó. Lý do là kể cho bà con nghe thì nó đại khái này cũng không cần thiết. Thì đại khái đó là có nhiều tình tiết đặc biệt ly kỳ đã diễn ra trong lúc ngài giặt cái miếng vải đó, và ngài đem về, ngài mới đưa cho ngài anh em để mà mai viền mai bìa lại cho ngài để ngài mặc này ha. Thì khi mà như đem nhuộm đàng hoàng, mai đàng hoàng mới đưa cho ngài, thì ngài mới mặc lên người trước khi mà ngài đến ngài gặp ngài Ca Diếp. Mà sau khi đổi y rồi thì ngài mới cho ngài Ca Diếp biết thêm là lá y này từ đâu mà có. Và cũng chính từ cái duyên khởi này nè, nó mới nảy ra hai cái chuyện. Từ chuyện đổi y này mới có hai tình tiết nổi tiếng sau này. Cái tình tiết thứ nhất là khi mà nhận lá y đó rồi thì ngài sắc, ngài Ca Diếp ngài thấy rằng đó trên đời này không có cái gì mà nó hay cho bằng cái hạnh đầu đà hết. Tự nhiên vậy đó, ngài thấy trên đời này không có cái gì mà nó hay cho bằng cái hạnh đầu đà hết. Ngài tưởng tượng một cái cảnh mà ông thầy tu một ngày ăn một bữa ôm mình bác đi ngoài làng ngoài xóm, có khoai ăn khoai, có cháo ăn cháo, không có thì thôi, lòng không hề bận rộn gì hết, không có nhận của ai, lợi nhà ai, ngồi ăn mâm cao cổ đầy, y áo thì cũng như là lụm bên đây cũng có, lợi đằng kia đằng đông có, lợi đằng tây, mà coi như là thấy được thì lụm đem về rồi tự mình giặt nhuộm rồi may rách thì vá, rồi thấy em xong đi kiếm miếng khác. Ngài thấy cái kiểu sống này sao nó đã đời, nó nhẹ nhàng, nó không có lệ thuộc ai, học trò đệ tử, rồi nó làm eo làm sách thì ghét đó. Ngài thấy cuộc đời nó đã đời quá cho nên là ngài mới quyết định phát nguyện trì 13 cái hạnh đầu đà suốt cuộc đời như vậy đó. Đây là cái từ chuyện đổi y này này nó mới nảy ra cái chuyện đó, nhưng mà nó lại nảy, còn nó còn nảy ra cái chuyện thứ hai nữa. Đó là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn không lâu thì là ở trong là Phật Pháp mới nảy ra một cái chuyện. Đó là anh em, huynh đệ, một số rồi vì bất đồng nhau trong một vài vấn đề giáo lý cũng có. Rồi một số là vì bất đồng nhau trong cái lối hành trì, nói chung là trong cách hiểu, trong cách tu. Hoặc chưa kể là những cái lý do danh lợi, chưa kể nha, tôi chưa kể lý do danh lợi, hoặc là chưa kể cái lý do là cái hoàn cảnh văn hóa địa phương được khiến cho các vị có những cái thay đổi khi mà thuyết giảng nữa.
Nói chung là từ sau khi Thế Tôn Niết Bàn không lâu thì mới có nảy sinh một chuyện, đó là một số anh em đã tách nhau ra, đại khái là không có đi theo mấy cái vị tôn túc, nhưng mà thấy cái kiểu của mình bộ hay hơn. Thí dụ như mình thấy sau này mình thấy trong tăng trẻ Việt Nam chứ không ai hết, có một số vị có vẻ khoái cái truyền thống của ngày Hậu Tông, cứ là đi theo cái ngày Hậu Tông, ngày có viết, ngày có dịch cái kinh gì thì cứ theo đó thôi, chứ không dám học thêm cái kinh khác, thì kinh Sư Tổ đủ rồi. Rồi có một số vị thì đi Thái Lan cái học kiểu của Thái Lan, thì thấy ở Thái Lan hay, thì cả đời cái hành trì theo kiểu Thái Lan. Tôi có thể kể một số vị bên Mỹ tịch rồi, rồi bên Pháp còn cũng có tịch một vài vị, nhưng mà đều xuất thân từ Thái. Thì những vị này khi mình tiếp xúc mình thấy rõ ràng đó là coi như là có cái cách tu, cách mặc y, cách nói năng, cách hành trì y chang như Thái Lan. Rồi có những vị mà coi như là xuất thân từ Miến Điện, là mình thấy từ cái màu y nè, cái cách quấn y nè, rồi cũng của Miến Điện, được cái kinh sách mà để trong phòng nó, trong tủ cũng của Miến Điện. Và đối với Miến Điện dường như là có cái giao tình nó mặn mà, nó thấm thía tương trao hơn là chư tăng xứ khác. Này, đại khái như vậy. Thì từ cái chỗ này anh em mà tách nhau ra đó, thì nó mới nảy ra những cái điểm gì biệt vị về giáo lý, và từ đó mới nảy ra cái chuyện gì. Nó nảy ra cái chuyện là cái câu chuyện đổi y của ngài, ngài Ca Diếp được các vị sửa là thành cái chuyện là Tổ Ca Diếp được Đức Phật trao truyền chánh pháp nhãn tạng và y bát để xác lập trở thành đệ nhất tổ của Thiền Tông, người đứng đầu trong 33 vị tổ Ấn Hòa. Đấy, có nghĩa là bắt đầu là tổ Ca Diếp, rồi sau đó tổ mới truyền y bát lại cho tổ A Nan, mà truyền riết rồi qua tới bên đến tới đời tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ Đề Đạt Ma là tổ 28. Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28 của Ấn Độ, nhưng là tổ chi ta, số 1 ở Tàu khi qua Trung Quốc truyền đạo. Rồi sau đó mới truyền cho tổ gọi là Huệ Khả, rồi cái gì Đạo Tính Tăng Sáng, rồi Hoằng Nhẫn, rồi đến đời tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng. Biết các vị có biết vụ này không ta? Cái vụ này không phải gần tôi nhắc này nha. Truyền đến cái đời tổ thứ 6 là Tổ Huệ Năng thì coi như là hết. Đó. Thì cái chuyện mà Phật mà truyền y bát đó là nó tùy đi cái chuyện mà truyền y bát cho ngài Ca Diếp, rồi ngài Ca Diếp ngài mới truyền riết 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 mà qua tới cái đời của Lục Tổ Huệ Năng. Thì nghe thì nó đã đời ông địa thiệt, nhưng mình ngồi mình ngẫm ngẫm lại đi nhé. Phật cái ăn mặc như thế nào mà truyền riết mà cả coi là mấy trăm năm hả, cả ngàn năm sau mới qua tới Trung Quốc, cả ngàn năm sau mới qua tới Trung Quốc mà lá y nó vẫn còn, mà lá y mà được bảo quản ở trong một cái điều kiện mà khoa học tối tân thì em nói gì, còn đằng này là mấy chai cái xách tay mồ hôi mồ kê không, nắng gió mưa sương mà cũng còn là chuyện lạ. Rồi cái lạ thứ hai nữa, đâu có gì cứ nghĩ là chắc là quay thần của chư Phật thôi, cái phần nó bằng tâm linh tôi không có đụng tới, nhưng mà nó lạ chỗ là biết Phật đắp y kiểu gì mà truyền riết mà đến ngày Lục Tổ Huệ Năng thì Lục Tổ ăn mặc thì kiểu người Tàu. Đâu có gì thấy có động trời hay không, có gì nghĩ có gì có đành lòng, có gì có cam tâm hay không, chứ tôi cam không nổi cái vụ này. Ok, tôi thấy nó hơi hơi nản cái vụ này ha. Truyền riết rồi bây giờ tự nhiên cái truyền rồi hồi cái Phật thì ăn mặc kiểu gì tôi không biết, mà truyền riết rồi qua tới cái ông thầy thì Lục Tổ của tôi, cái ông thầy ăn mặc cái kiểu như vậy đó, hôm nay về Quảng Đông ha, hôm nay về Quảng Đông thì làm ơn cái vị là ghé cái chùa Hoa Dung ha, ghé chùa Hoa Dung để mà chiêm chiêm bái. Mình kêu cái trang trọng là cái báo thân bất hoại, có nghĩa cái giống như xác ướp vậy đó, của Lục Tổ Quảng Đông.
thì ông Tào cái gì ông cũng làm được, cho nên mình cũng ớn sương sống, mình không biết cái đó phải thiệt hay không hay là ở đâu vô mình cũng không biết. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ bên Tàu Quảng Đông người ta tin như vậy, người ta tin là đây là coi như là cái báo thân, cái xác, cái di hài của lục tổ nha. Mà thôi giùm nói hồi nó xa, nó hết buổi giảng của mình nha. Thì từ cái chuyện mà Thế Tôn đổi y với Ngài Ca Diếp, nó mới nảy ra hai cái chuyện gì. Thứ nhất là Ngài Ca Diếp đã suốt một đời phát nguyện đầu đà, đệ nhất hạnh đầu đà, và cũng từ đó về sau nó mới nảy ra cái chuyện anh em, rồi khi mà anh em mà chia rẽ nhau thì có một số lớn vấn đề giáo lý được thay đổi nội dung. Chẳng hạn như sẵn đây tôi nói luôn là không biết một cá nhân hay tập thể nào mà đã cố ý làm những việc rất là lạ, là họ đã là họ đã thay đổi một số nội dung, ví dụ như là trong kinh điển Pali ấy, thì khi mà nhắc đến Ngài Mục Kiền Liên đó là như Pali thì Ngài Mục Kiền Liên ấy, gắn liền với sự tích bất hiếu trong quá khứ và hình ảnh đại hiếu thật ra là của Ngài Ngài chi ta Ngài Xá Lợi Phất. Đó. Mà không hiểu vì sao mà bên cái nhánh Phật giáo Bắc truyền chỗ nào khen thì khen, nhưng mà chỗ nào chửi thì chửi, họ ghét Ngài Xá Lợi Phất kinh hoàng, họ chửi Ngài Xá Lợi Phất không còn cái nước non nào hết. Đó. Đặc biệt như vậy, đặc biệt như vậy. Tôi ví dụ như trong kinh Di Ma nhiều lần tôi đã nói một vị A La Hán lục thông tâm minh tứ tuệ phân tích đệ nhất thinh văn đệ nhất trí tuệ, mà trong kinh Di Ma đó thì trở mà nghe, nghe ông Di Ma nói ở đây coi một lát nữa sẽ có vô số gọi là chư Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ tới để mà viếng, thì ngài mới thắc mắc là ngài hỏi cái nhà chật như vậy thì làm sao mà có thể chứa hết chừng đó A La Hán lục thông mà đi hỏi như vậy đó. Thì cái thứ hai nữa là một lát sau gần tới giờ cơm cái lo lắng bồn chồn không biết trưa nay ăn uống làm sao đây, họ mạt sát coi như là Ngài Xá Lợi Phất, là tôi nói thẳng luôn tệ hơn tôi nữa, tôi là cái người đang nói chuyện với các vị đây. Tức là nếu mà theo trong cái kinh Di Ma đó thì Ngài sẽ phát ngày thua tôi bây giờ đó. Tức là mạt sát phỉ báng về biểu Ngài sẽ là Phật không còn cái gì hết. Và sẵn ở đây tôi cũng nói thêm, nếu không nói hôm nay thì nghe rằng nó sẽ trễ, nó sẽ muộn. Tức là bà con vào bài tên là đóng giùm tôi cái bài Tăng Triệu không của thì nhân vật mà tuệ hạnh này nó còn có một cái pháp danh nữa, nó là Quảng Nhân. Tôi xin thưa thiệt với quý vị trong râm, tôi năm 93 94 tôi có trực tiếp gặp mặt Ni Sư Trí Hải, nhưng mà tôi chỉ chào thôi. Lúc ở Vạn Hạnh tôi chỉ có chào chứ tôi chưa có được dịp để mà hầu chuyện với Ni Sư bao giờ hết, chỉ có đọc sách của Ni Sư. Có gặp mặt ngoài đời nhưng mà gặp thì trên sân trường thì chào vậy thôi. Nhưng mà đặt có hai cái đại cái đạo hiệu, một là Quảng Nhân hay là Đại Hạnh. Sư cô là một vị tiến sĩ ở Úc, sư cô đi du học trước 75 và tôi có gặp sư cô ở Houston ít nhất là cũng là hai lần, hai ba lần không nhớ, mà ít nhất là phải là trên một lần. Thì Ni Sư là một người cực kỳ uyên bác, và quý vị có thể bằng cách nào đó hết, chứ còn tại tôi không có lâu lắm tôi không có dịp để gặp lại. Quý vị có dịp nào đó quý vị làm sao mình gặp được, liên lạc email hay là Facebook hay là sao đó hả,
Thì đây là một vị tiến sĩ mà thứ thiệt đó, chứ không phải là tiến sĩ cà ri của Ấn Độ hay là tiến sĩ xì dầu của Đài Loan, mà tiến sĩ thứ thiệt, tiến sĩ thứ thiệt của bên Úc đó, rất là uyên bác, tuệ hạnh thế. Thì coi như là vị này nó là ngoài cái chuyện uyên bác do trường lớp ra, vị này là một professor, giáo sư đại học, thì vị này có một thời rất là có thể nói là được hầu trà cho các vị tôn túc mà lừng danh, ví dụ như Hòa thượng Thích Mãn Giác bên Mỹ ấy, rồi Hòa thượng Tuệ Sĩ của mình ấy, tức là đối với Hòa thượng Tuệ Sĩ đó, Hòa thượng biết rất rõ về cô Tuệ Hạnh. Thì cô Tuệ Hạnh cũng cho tôi biết một cái chuyện mà cũng hơi động trời, nó cho tôi được có đúng mà tôi biết qua một một nhân vật gián tiếp thì đúng hơn, đó là Hòa thượng Thích Mãn Giác, viện chủ chùa Phật giáo Việt Nam ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Trước khi mất á, thì nhiều năm về trước Hòa thượng có viết một cái bài mà không hiểu là Hòa thượng đổi ý hay là do ai đó đã cố ý dìm mất cái bài đó. Cái bài đó nội dung là Kinh Duy Ma. Kinh Duy Ma là một âm mưu của Bà La Môn giáo, nhưng mà cái bài đó lập tức là bị dìm mất Hòa thượng Thích Mạn Giác nha. Thì cái người biết rất rõ cái này là sư cô Tuệ Hạnh, và sư cô là người có đọc cái bài đó. Và các vị cũng muốn biết Hòa thượng Thích Mạn Giác lại, tôi cũng nói thêm, quý vị có thể tìm trên internet, tôi chỉ cung cấp một ít thôi, đó là viện chủ chùa Phật giáo Việt Nam ở Los Angeles, Hoa Kỳ, và Hòa thượng là một tiến sĩ từ Nhật nha, từ Nhật chứ không phải là tiến sĩ cà ri, tiến sĩ xì dầu. Và quên nó, tại sao tôi có cái giống gần như tôi nói có cái ác ý, là tại sao tôi nói tiến sĩ, tôi xài cái chữ cà ri xì dầu, là bởi vì sau đây mình thấy ở hai chỗ này cái bằng tiến sĩ nó dễ có quá. Có nhiều tay coi như đi học có, tôi thấy thì một năm có chừng 6 tháng 3 tháng ở Ấn Độ rồi còn nhiêu về gì xứ mình, mà cái năm 7 năm sau tự nhiên nó văng ra cái bằng tiến sĩ, mình thấy cũng hơi lạ. Cái lạ nữa là cái giao tình giữa nghiên cứu sinh và tiến sĩ bên Mỹ nó rất là đặc biệt và có nhiều góc tối. Một cái lạ nữa là tiến sĩ mà mấy năm trời bên nghe nói du học mà sẽ về nói tiếng Anh được, thì mình không rõ là họ đã dùng ngôn ngữ gì để mà họ nghiên cứu, và họ dùng cái ngôn ngữ gì để mà họ viết luận án. Đã, cho nên từ đó tôi mới có thành kiến, tôi có thành kiến được gọi là tiến sĩ Cari và tiến sĩ Xì Dầu là chỗ đó. Thì nó đi mà nó xa vậy đó. Thì ni sư đó là người Úc, ni sư là người Việt mình, coi như giá mềm luôn, giá hữu nghị luôn, chứ còn tôi nghĩ ít nhất là phải 70, tại vì mình cứ trừ đi du học mà trước 75, mà 75 tới bây giờ là mình đã thấy 40 rồi nha, thì coi như là du học là chắc chắn là phải có bằng tú tài là phải trên 18 đấy. Trên 18 mà mình cũng, tôi cũng không rõ là nó trước ông Lâm là trước là năm 71, 72 gì đó. Như vậy thì chắc cũng khỏe, lúc đó ít nhất phải 25. 25 mà cộng với 40 thì mình thấy là đã là 65 rồi. Đó. Cho nên nó mà đi sư là người rất là nhỏ, nhỏ, ngày nhỏ con, sức khỏe không có tốt. Nhưng mà cực kỳ, tôi phải để bốn chữ, cực kỳ uyên bác. À, bốn chữ này đó là tôi rất là tiết kiệm, tôi rất là tiết kiệm, tôi không mấy khi mà dùng cho tăng, chứ đừng có nói là ni nha. Tức là tăng ấy, là tôi không, dĩ nhiên là tôi ở dưới gót của thiên hạ, nhưng mà có điều mà kêu tôi dùng bốn chữ này đó thì tôi không có bừa bãi. Ví dụ như là ở Việt Nam ấy, thì tôi hiện giờ đó là trong cái biết của tôi, cái người mà tôi có thể hiến tặng bốn chữ này là tôi chỉ có thể đếm được, ví dụ như Hòa thượng Thiện Nhân, một nhân vật mà bây giờ cái ghế cao lắm trong cái Phật giáo Việt Nam trong nước, Hòa thượng Thiện Nhân là coi như là cái máy photocopy đó, đọc sách là liếc qua là nhớ, liếc qua là nhớ, thủ khoa của Phật học viện Huệ Nghiêm đó.
Chúng tôi có được học với Hòa Thượng năm 93, 94. Học không có lâu rồi tôi bỏ học. Thì Hòa Thượng nó là một cái máy cực kỳ uyên bác. Thứ hai nữa là Hòa Thượng Tuệ Sĩ, rồi giáo sư Mạnh Thác, rồi ni sư Tuệ Hạnh, tức là Quảng Nhơn. Tại sao là tôi gọi là uyên bác? Có nghĩa là các vị này, nếu mà các vị muốn tìm hiểu về một cái dòng thiền, một cái truyền thống Phật học, hay là một cái vấn đề triết học, hay là một vấn đề lịch sử, hoặc là bây giờ các vị muốn học một cái ngoại ngữ nào đó, thì các vị chỉ mất có khoảng vài tháng thôi. Và khi tiếp xúc với họ là mình thấy rằng cái biết của mình nó chỉ là một mớ với lộn thôi. Mà phải nói là tôi nhắc lại lần nữa là nãy giờ tôi kể các vị nghe cái chuyện, cái vị mà tôi có thể hiến tặng bốn cái chữ cực kỳ uyên bác, mà tôi chỉ đếm, mà tôi ngồi tôi rặn ra được cái bốn vị mà trong đó mà lại có được ni sư Tuệ Hạnh, thì phải nói là tôi cũng là, cũng phải đắn đo nhiều lắm, đắn đo nhiều lắm. Tay này giỏi cực kỳ, cái này giỏi cực kỳ. Mà có một điều là vị này có một cái bất hạnh, theo tôi nghĩ, một là cái thân tướng không có đẹp. Rồi không có đẹp có nghĩa là không có cái uy nghi, cho nên đệ tử không có nhiều. Mà Phật tử Việt Nam mình gì chứ phải khoái cái là đẹp à, đẹp. Tôi nhiều khi tôi ngồi nửa đêm, tôi ngồi soi kiến, tôi cũng hẳn, tôi nói trời ơi, mình cũng có lòng hoàn phạm mà sao nó xấu quá thế này, nó cũng khó ăn nói. Mới ngày hôm qua cô Phật tử mà cô tới thăm tôi, mới ngồi có giờ, tôi nói trời ơi, cô sư giờ ta sư già quá trời quá đất. Ra ra, cho nên sư lý pháp người, mà người nhà mình đi khen thì nó kỳ quá nha. Thì người nhà cái là năm tông mình với nhau, mà trong rừng mình cũng biết là có khất sĩ, có bắc tông đây mà mình ghen. Chứ ni sư Liễu Pháp đối với tôi là cũng là một cái người mà tôi muốn nói là muốn biết cái gì thì mất vài tháng. Trong lòng tôi không có muốn dùng một cái chữ nào khác ngoài ra một cái cách nói là ni sư Liễu Pháp trong lòng tôi là một cái người mà coi như muốn biết cái gì đó thì chỉ mất vài tháng. Cái này hơi khó kiếm. Chứ còn mà sắp ba cái bằng cấp rồi nó rồi, tôi thì không có cái bằng gì đó, tôi chỉ có cái bằng lái xe thôi à. Nhưng mà có một điều là tôi nhìn cái bằng tôi lạnh lắm, tôi không có khoái, mà tôi có nể cái này. Tôi nể những người mà tôi theo, tôi định đánh giá là muốn biết cái gì thì mất vài tháng. Mất vài tháng. Như Thượng tọa Pali Việt đối với tôi là một người có cái năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ, về mặt ngôn ngữ, thì đối với tôi đó là một người rất là đặc biệt. Mà riêng ni sư Liễu Pháp thì tôi cũng thêm được cái mặt đó là mặt triết lý tư tưởng, thì ni sư là người rất là bén. Cái này hơi khó kiếm, bởi vì người thông minh thì nhiều, người có bằng cấp thì nhiều, nhưng mà cái người mà như tôi người mong thì không có nhiều. Có nghĩa là muốn biết cái gì chỉ mất vài tháng thì cái này không nhiều nha. Lạc đề dữ lắm rồi, mình đã qua từ bên bên mà bây giờ phải quay trở lại hấp dài rồi. Đấy. Đó là có cái sự mà từ cái phân phe rẽ phái rồi, thế là một số chuyện nó chia ra, nó số chuyện ở trong gốc nó bị sửa. Thí dụ như mình Phật giáo Nam Tông thì ngày Xá Lợi Phất hôm kia ngồi ở trong phòng riêng đó, thì mới dùng cái huệ nhãn và thiên nhãn. Tại sao có hai cái này? Đó, dùng cái thiên nhĩ và thiên nhãn tự nhiên thôi, không cần dùng, sao chứ dùng không đúng, mà tự nhiên ngài nghe được ngài, có mấy cái câu nói ở bên ngoài 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 ranh đất ấy, là bà không có được phép vào quấy rầy tôn giả đó. Ngài ngồi ở trong phòng ngài mà ngài nghe ngoài ranh đất ấy, chứ không phải là trước phòng, nghe ngoài ranh đất ấy, là bà không được vào quấy rầy tôn giả. Thì ngài nghe ngài biết cái câu nói là của ai và ai là người bị nói câu đó. Ngài biết đó là một con ngạ quỷ, và con ngạ quỷ này là năm kiếp về trước, năm kiếp về trước là mẹ ruột của ngài, do ác hạnh nên bị đọa làm ngạ quỷ. Hôm nay khổ quá, biết được ngài là người con kiếp xưa của mình, họ có thần thông, cho nên muốn tới gặp ngài để xin ngài giúp, khổ quá mà.
thì những cái vị mà long thần hộ pháp mà gọi là bảo hộ ngày sau này tất không cho phép mà đến gần, trong mắt họ đây là rác rưởi, không là quý thầy. Thì ngài mới lên tiếng, ngài nói cứ để cho họ, cứ để cho bà là mẹ của ta đó, mẹ cũ đó, mẹ cái kiếp xưa đó. Thì khi mà tôn giả lên tiếng như vậy thì chư thiên họ không có cản nữa. Thì bà vào thì ngài mới hứa là ngài sẽ giúp. Cái chỗ này quý vị phải nghe cho kỹ, một vị a la hán nha mà vẫn phải làm cái cách này. Ngài mới là đi, thì ngài có được một cái lời thỉnh, ngài có được một cái lời thỉnh của vua là khi nào cần cái gì thì nói cho vua biết. Thì ngài mới đi thẳng vào trong cung vua, ngài mới kể hết chuyện như vậy. Thì vua mới cúng dường thực phẩm, ngài vua mới cho cho người chuẩn bị một số thực phẩm để mà ngài Sa Phất đem tác bạch trình lên chư tăng, trình lên Đức Phật và chư tăng kể rõ mọi sự như vậy. Mà cái thực phẩm đó nó là do vua cúng dường cho ngài. Thì ngài mới, mà đây tôi nhắc rõ lại là vua có lời yêu cầu trước là khi nào tôn giả cần cái gì thì con lạy tôn giả cho con biết, chứ không phải là như mình bây giờ mà thấy người ta quyền quý rồi mình la cà lăng la, không phải nha. Mà ngài cũng chỉ dùng đến cái quyền đó trong những trường hợp rất rất là đặc biệt nha. À, chứ còn ngài không có vì bản thân mình tới nó kiếm yến xào bào ngư rồi nhân sâm ngàn năm về uống tẩm bổ để lấy sức ngồi thiền thì không có. Thì coi như nó là ngài mới là tác bạch cúng dường cho tăng, ngài mới hồi hướng cái phước đó cho mẹ của ngài. À, rồi là lập tức thì bà sanh thiên, làm sao không sanh thiên nổi. Cái người hồi hướng là ai, cái người nhận cái cúng dường là ai, mình ngồi mình nghĩ nữa. Bởi trong kinh nói thân cận với người trí giàu, làm con của họ, làm cha của họ, làm mẹ của họ, làm thầy của họ, làm trò của họ, làm bạn của họ, làm vợ của họ, làm chồng của họ, làm cái giống giả gì của người trí, nó vẫn tốt là tốt chỗ đó đó. Có cái chuyện gì đó mình, cái người thiện người lành nó vẫn tốt. Còn cái thứ mà trời ơi đất hỡi đó thì coi như là coi như là mình chơi với người xấu thì mình chỉ có hại thôi. Có thể tưởng tượng mà mình khổ quá, mình về báo mộng cho con, cái con nó đi nó giết gà giết vịt nó cúng, rồi nó đi nó đốt giấy vàng mã, nó đốt 30 tấn giấy vàng bạc, thì mình có được cái gì? Nó khổ, nó khổ chỗ đó đó. Mà tôi nói ở đây tôi có quen với cô Phật tử, cổ thương con của cổ, tôi nói cổ thương như vàng như ngọc như trời như đất như thần như thạch. Tôi nói cô ơi, cô tôi kêu bằng chị, tôi nói chị ơi thương gì thương, đưa con nó vào chánh kiến đi, chứ còn chị thương nó tầm bậy tầm bạ mà chị cũng khen nức khen nở thế này, rồi nó coi như nó muốn cái gì, nó muốn lên trời thì chị bắt thang cho nó leo. Đúng là chuyện người ta tôi không có nói, nhưng mà cổ cũng có cái ơn củ khoai củ sắn với mình. Lúc mà tôi chịu không nổi, tôi nói thiệt, tôi nói trời đất ơi, chết cô sẽ chết với tay thằng này. Tôi biết tôi nói cô bộ chị buồn lắm, mà tôi nói thiệt, chị sẽ chết với tay nó không mới giết chị, mà nó sẽ vì cái lòng cưng chiều mình nó quậy tan tành, nó là phá gia chi tử, là chỉ ôm hận mà chỉ chết. À, mình thương con là mình phải biến con nó có chánh kiến, nó có trí tuệ, mai này mình chết nó biết đường nó hồi hướng, chứ còn mà biến con nó thành ra là cái thứ như vậy là mới được chị ơi. Trong khi mình thấy ngài Xá Lợi Phất là một đứa con sau này thôi, ở với con đời xưa chứ quên, mà sau này đâu mắc mới gì cũng người dưng nước lã, mà chỉ vì một chút quan hệ quá khứ mà đối xử với bà mẹ cũ tuyệt vời như vậy. Rồi thì bên Bắc Tông nó thì mới lòi ra cái chuyện mà coi như ngài Mục Kiền Liên mà coi như lục thông mà đi xuống địa ngục tìm mẹ rồi đưa cơm cho mẹ ăn rồi mẹ không ăn, ngày Mục Kiền Liên mới khóc mà cứ bối rối không biết làm sao cứu mẹ. Vui nhất cái chỗ mà bối rối không biết làm sao cứu mẹ, lòng đau như cắt, bèn về hầu Phật, rồi Phật mới dạy cho cái cách là cúng dường đến 10 phương tăng chúng rồi hồi hướng cho mẹ, chứ đừng có mà dại dột mà lấy cái chén cơm nhân loại mà đưa cho mẹ mới ăn có vô đó. Người Campuchia thì xài tiền riêu, người tiền riêu là người Thái xài tiền bạc, Việt Nam là xài tiền đồng chứ mới lấy tiền nước này xài đi qua nước kia, trừ ngoại trừ ra là tiền Anh, tiền Mỹ, tiền Thụy Sĩ và tiền Euro chứ không có xài tiền lum tà la. Thì thức ăn cái sự của loài nào thì xài của loài đó thôi, mà sao ngộ A La Hán cũng biết. Thì đó là còn nhà Mục Kiền Liên là vì sao mà cuối đời người bị chết thảm, là bởi vì đó
Trong kinh Nam Tông nói là kiếp xưa là ngài từng có một lúc, có một cái kiếp đó ngài vì nghe lời vợ, bà vợ không muốn chăm sóc cha mẹ chồng, rồi mới lén mà lén chồng mà coi như đổ cơm đổ rác tùm lum rồi mới du oan cho cha mẹ chồng là tuổi già coi như là lú lẫn không có tự chăm sóc mà còn làm phiền mình. À, thôi anh đi kiếm người khác cái tôi sống không nổi, mà đàn ông nào không sợ vợ, bà ông nào mà không thờ bà, phần lớn là như vậy, trong thời gian chưa tìm ra bà khác thì ông nào cũng sợ hết. Thì ngài mới đem cha mẹ vô trong rừng đánh đập tàn bạo, mà cha mẹ mù thì có hai cái câu chuyện khác nhau trong kinh á, mà có hai câu chuyện khác nhau. Một câu chuyện á, thì nói rằng ngài đập cha mẹ đến chết, còn có một câu chuyện thì nói rằng lúc đó cha mẹ nghe chỉ biết đập thôi, nghe nghe cái tiếng ngài ngài giả cái giọng người khác đó thì tưởng là cướp, cho nên cha mẹ mới nói con ơi con chạy đi, cha mẹ già rồi chết không sao mà con chạy đi con. Thì ngài nghe như vậy ngài, nghĩ lại đem về nuôi tiếp, nhưng mà còn có chỗ nó là ngài đọc cho đi luôn. Tôi kể giữa tôi không biết thế nào là đúng, nhưng mà tôi nghĩ dầu có đem về hay đó, đó là kinh điển Nam Tông nó như vậy. Mà tôi nhắc lại đó là cái nghiệp xưa nha, chứ cái kiếp cuối cùng thì ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là đều là những cái vị đại thánh ở trên ấy. Nhưng có một điều trong kinh chỉ có nói là ngài Mục Kiền Liên ngài độ được mấy người em họ của ngài thôi, chứ ngài không có nhắc gì tới cha mẹ của ngài. Nhưng mà riêng ngài Xá Lợi Phất, nếu mà nó là đại hiếu thì đúng là ngài Xá Lợi Phất là đại hiếu, là khi mà ngài 84 tuổi rồi đó thì ngài mới vào và đảnh lễ từ biệt được Phật xong, ngài mới về làng Na Lan nè, Na Lan nè, để mà ngài từ biệt mẫu thân của ngài và ngài niết bàn ở trong cái căn phòng mà ngày xưa mà mẹ ngài đã sanh ra ngài đó. Ngày xưa làm gì có bệnh viện phụ sản, làm gì có cái chỗ mà để mà mấy bà mấy bà mà mẹ mà vô sanh con. Thế hồi xưa thì coi như là xài mụ vườn không, ai mà có tiền đó, như mẹ của ngài có tiền thì thuê mấy cái bà mụ tới túc trực để mà lo tại nhà luôn. Căn phòng đó, đó rồi lớn lên ngày đi tu rồi ngày cho nên đã đến nghe pháp. Và khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng cho ông Đi Khất Đại Khái nghe thì ngài Xá Lợi Phất ngày đứng kế bên ngài Hoạt Hầu. Hầu nghe Đức Phật ngày giảng cho mà khi mà ngài giảng vừa dứt cái bài kinh á, thì ngài sẽ phát ra rồi thì sao ngài ngài ca diếp hả ngài ca diếp trở thành đệ nhất đầu đà. Đầu đà làm sao suốt, bây giờ nghe kể nghe, suốt đời từ kể từ khi xuất gia đó, kể từ khi phát nguyện, kể từ khi phát nguyện suốt đời không có nằm đây, thế là có buồn ngủ thì chỉ có ngồi thôi. Mà các vị biết ngồi nó thì ngồi ngồi nó có ba kiểu, một là ngồi bậc hạ bậc thượng và bậc trung.
ngồi bậc hạ có nghĩa là ngồi không có nằm nhưng mà hãy mệt quá thì dựa, đó gọi là bậc. Còn cái bậc trung á là cột một cái sợi dây hai tay mình cứ hai tay mình cứ nắm vào cái sợi dây không có phê bằng cái dựa rồi, dựa thì nó đã hơn à, nhưng mà ít ra đó là nghề, kể là chuyên gia, ngài là chuyên gia ủng hộ người nghèo, ngài Ma Ca Diếp bản thân thì sống đã là cái khắc khổ rồi mà cũng đi kiếm cái chỗ nghèo mà vô mới là đuối. Ví dụ như mình khắc khổ nhưng mà mình tới lui rồi ở đâu mình cũng đến thì nó cũng đỡ, còn đằng này cứ kiếm cái chỗ nghèo mà vô chứ để giúp người nghèo thì ngài biết người ta cúng ngài có chừng nửa trái chuối thôi là người ta sẽ gọi là ăn 850 kiếp chưa hết, dễ sợ như vậy. Ngài biết, ngài biết mà theo mấy ngày có cái tướng đẹp lắm, trong kinh nói ngài đẹp lắm, ngài đẹp như Phạm Thiên vậy đó, cái gương mặt ngài đẹp như Phạm Thiên vậy đó, cho nên người ta nhìn ngài là mà thêm nó quý vị biết là ngài nhận cái này mình nói ra nó cũng kỳ mà đó là sự thật, không thể nói, không thể không nói là do ngài có ba cái hảo tướng đó, đó Mã Âm Tàng, Quảng Trường Thiệt có nghĩa là cái lưỡi dài rộng và cái tướng là tay sờ đầu gối thế gọi là mặt tất thủ đó, tức là cái tay sờ đầu gối mặt tất thủ ba cái tướng, cho nên nó là người có một cái oai thần, là cái thần có oai thần quán chúng, phải viết cái chữ này vô oai thần quán chúng, có nghĩa là sao, có nghĩa là đại chúng mà khi mà nhìn tới ngài đó nể được thì nghệ nể mà sợ được thì cứ sợ, dù đẹp trai như là Phương An tái thế đó, nhưng mà người ta nhìn vô người ta không dám nhúc nhích đó. Mà cái chỗ này mình phải nói có thật, có những nhìn vô mình thấy là bà lớn, mà có những nhan sắc người ta nhìn vô rẻ tiền, người ta cứ nghĩ chuyện tào lao không à, nhưng mà có những cái nhan sắc mà người ta nhìn vô người ta thấy nó hơi rần rợn à, chẳng hạn như mình coi hình đó mình thấy cái bà Nam Phương nè, bà Nguyễn Văn Thiệu nè, cái đẹp của họ nó không giống cái đặng cái đẹp của bà Đặng Tuyết Mai, thì tôi không có ý gì nha, tôi không có ý mà coi rẻ bất kính ai nha, tôi chỉ ví dụ thôi, mình thấy cái đẹp của bà Đặng Tuyết Mai nó không có so được cái bà Nguyễn Văn Thiệu hay là của bà Nam Phương đó, thì ở đây cũng vậy, ngày ngày xá lợi ngày mà ngày cái giúp mình có cái nét đẹp đẹp như vậy đó, nhưng mà người ta nhìn thì người ta sợ, người ta nể,
Cho nên phải nói là Ngài có cái khả năng gọi là hiểu triệu thiên hạ. Ngài cả nhiếp có khả năng hiểu triệu quần hùng, phải nói là hiểu triệu quần hùng, minh chủ võ lâm. Ngài có cái Ngài có cái oai thần của minh chủ võ lâm, cho nên phải nói đây là cái lý do mà bên Phật giáo Bắc truyền gọi Ngài là đệ nhất tổ, là sơ tổ của thiền tông, là cũng có một chút cơ sở cho biết không. Và sau khi Thế Tôn nằm xuống rồi đó, thì thế là chính Ngài đã hiệu triệu tăng chúng mười phương về nếu mà thực hiện cái kỳ kiết tập tam tạng, trùng tuyên Phật ngôn lần đầu, và từ đó đặt cái là nền móng cho Phật giáo 5.000 năm lịch sử. Đấy, chúng ta phải ghi nhận cái điểm này. Cái người mà võ lâm minh chủ không phải là đơn giản, phải có cái mạng lớn, và chúng ta phải phải nhận rằng đó, cái chuyện mà nếu nói về mặt kiến thức có khả năng là ngày thanh đã ngày pháp bây giờ có thể ngày giỏi hơn các vị tiền bối xưa, đúng, nhưng mà phải nói để làm được cái chuyện mà sơ tổ khai sơn mà đem cái đạo Nam tông mà từ nước ngoài mà về mà lập thành cái giáo hội mà tại Việt Nam mà kiểu như ngày hộ tông sơ tổ hộ tông là ngày Bửu Chơn, ngày Thiện Lực, thì phải nói rằng đại căn đại mạng phải có cái chân mạng đế dương. Chứ còn mà tôi không tin là ngày thanh làm được giỏi như ngày thanh đó, nhưng phải nói đó là phải có một cái oai thần quán chúng mà còn có cái tâm cái tình của một cái vị mình như thế nào đó mới có thể gọi là kế cơ kế lý mà dung hợp thời đại để mà thành lập giáo hội về mặt nội bộ và hành chánh nha, để mà làm nên cái gọi là giáo hội một cách chính thức. Thì tôi nghĩ rằng là cũng nên là chân mạng đế vương mới làm được cái chuyện đó, chứ không phải là ai cũng làm được. Phật pháp uyên thâm giống như cái tủ biết kinh biết đi đi nữa thế, nhưng mà tôi chưa chắc mà ai cũng muốn làm được, ngồi vào vị trí của nhà hậu tông được thì làm được nha. Thì sau khi mà ngài trì hạnh đầu đà suốt đời coi như là không không có ăn ăn cơm mời, suốt đời chỉ đi đi ăn cơm bát, ăn cơm phất thực, suốt đời không có nhận y may sẵn mà suốt đời chỉ mặc y may từ vải lượm, suốt đời không ở trong nhà có mái che mà ở trong toàn hang động gốc cây, suốt đời không có nằm mà chỉ có ngồi, suốt đời ngài không có chuyện điểm tâm và bữa trưa, chỉ có một buổi thôi, bữa hôm đã giảng rồi, nhất tọa thực. Có nghĩa là vì lòng đại bi mà lỡ ăn của ai một trái chuối rồi thì coi như là xong, that's it, no more, trong cái ngày đó đủ rồi nha. Cho nên đó là vị nhất tọa thực, rồi một ngày chỉ ăn có một lần, tức là dồn hết gọi là năng lượng cho một lần ăn, đói no ngon dở nóng hay là nguội lạnh thiêu cái gì đi nữa thì cũng một buổi đó thôi. Suốt một đời là như vậy đó, 33 hạnh đầu đà, suốt một đời không có giữ y dư, có nghĩa là đã y lượm là hết tan nát rồi, còn còn cái chiêu kia mới khó, có nghĩa là như là nó rách rồi phải vá, mà thấy không được nữa thì mới đi kiếm cái mới. Mà khoan, bữa nay tôi cũng mở mặt nói thêm một số chuyện mà không nói mà con có biết, có nhiều người cho rằng là tu là phải tả tơi mới tốt, cái này là một suy nghĩ sai nha. Cái tăng tướng mà chư Phật ba đời đó để lại cho đệ tử đẹp lắm chứ không phải như người ta tưởng tượng. Trong kinh quy định rách là rách đến mức nào thôi, chứ anh không có được quyền đem vá mà đến cái mức mà coi như là cái mền mà trăm màu là không được nha. Cái khái niệm bá nạp là không có bên Nam Tông, bởi vì bên Nam Tông chủ trương nghèo rách vá được, rẻ tiền được, nhưng mà ở mức độ nào đó không biến hình ảnh tăng ni trở thành ra hình ảnh của một kẻ hành khất kêu gọi tình thương, hoặc là làm cho người ta có phản cảm, nhìn mình là cái thành phần gọi là rác rưởi dư thừa cặn bã ký sinh của xã hội không. Mà cái hình ảnh chư Phật để lại cho đệ tử là gì? Đơn giản thanh bần sạch sẽ, nhưng chúng tôi là một bộ phận của xã hội, chúng tôi là đại diện cho đời sống tâm linh và tinh thần của thiên hạ, chứ chúng tôi không phải là cái chỗ để mà bà con ban phát cái tình thương nha. Bằng chứng, no money, food only nha, đi bác chỉ nhận thức ăn không nhận tiền nha, rõ ràng nha, phải nói rõ cái này nha. À, chứ còn không có phải là ý mình là mình thanh bằng rồi là giá tùm lum hết trơn, nó mất cái tăng tướng nha. Cái đó phải nói rõ, bên Nam Tông có xác định cái đó, nghèo mà sang nghèo mà sạch đấy.
cái chỗ này phải xác định nó ra. À, la thì sau khi như vậy rồi đó, ngày trì hạnh bắt cái đầu đà rồi thì sao đó, bây giờ cái bài kinh đầu tiên, bây giờ đã là 7:05 rồi, tôi giải chút xíu thôi. Thì trong đây mới nói thế này, trong đây mới giải, trong đây Đức Phật ngày mới tán thán. Mà cái bài kinh này theo chú giải nói đó là lúc này là ngài ngài Ca Diếp đã là thành Phật, có xin lỗi, thành A La Hán rồi, đã là đệ nhất đầu đà rồi nha. Thì lúc đó Đức Phật ngày mới tán thán ngày sẽ có ngày Ca Diếp. Và ở đây trong kinh nó mới nói là ba cái loại tri túc, ba trường hợp tri túc. Sáng nay mình học nhiêu đó thôi nha, ba trường hợp tri túc. Tri túc có tiếng Pali kêu là Sam Tô Sát hay là Sam Tút Thi nha, nghe ba trường hợp tri túc. Cái chữ Sam Tô Sát, Sam Tút Thi là sao? Sam Tô Sát, Sam Tút Thi nó từ cái ngữ căn Pali là Tus, có nghĩa là vui nha, Tus là vui nha. Từ đây nó mới lòi ra cái chữ Tú Xí Tá, là đau sức. Đau sức là cái từ tiếng âm âm của tàu, chứ cái đau sức nó có nghĩa vậy đâu, cái nhớ giùm nha. Đau sức, đau sức có nghĩa là cái cõi này đó chư thiên luôn vui vẻ không sầu muộn hay hờn giận, phải thêm thì có lúc nữa, không có lúc sầu muộn hay hờn giận như các cõi dục thiên khác. Có nghĩa là chư thiên ở cõi tứ thiên vương nè, đau lợi nè, dạ ma nè, thì họ là coi như nó là cũng có lúc họ phiền họ giận, có lúc chứ không phải lúc nào, nhưng mà cái chuyện hiếm lắm mà có. Rồi còn hóa lạc nè, họ tha quá thì họ sống nhiều người hưởng thụ, mặc dù cái chữ hưởng này phải hiểu, thì hiểu ngầm là rất là vi tế nha, cho họ có kiểu mà ăn uống say sưa chè chén không có. Có thể nói là theo mô tả trong kinh đó, mình lên mấy cái cõi mà dục thiên cõi cao đó, là mình cứ cảm giác ở đó là vô chùa ấy đó, là ở đó họ không có mà dễ vui như mấy cõi dưới, nhưng mà họ lại hưởng theo cái kiểu mà của họ, kiểu mà sạch sẽ kín đáo, có nghĩa là gió mát trăng thanh mùi thơm cây cỏ rồi vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái cõi đấu sức này được gọi là Tú Sĩ Tá, là vì sao, là họ đời sống niềm vui tinh thần nhiều nhất, niềm vui tinh thần nhiều nhất. Đây là chỗ lui tới dưỡng sức của các vị vị gì ta, đại nhân, chưa đủ còn phải thêm cái cao nhân nữa. Chỗ lui tới dưỡng sức có nghĩa là sao, là khi hành mình hành pháp độ vậy đó, hành ba la mật, lâu lâu cái vị sanh về đó, hoặc là sắp xuống để mà thành Phật ấy, cũng sanh về đó. Cho nên gọi là sanh tu sĩ tát, sanh tu chữ tu sĩ tát từ cái thằng tu, mà từ cái chữ tu nó mới lòi ra cái chữ sanh tô sát. Sanh tô sát, hoặc là sanh tu thi, thì nó cũng cái chữ tuất thi nó cũng từ căn tuất, mà có học văn phạm Pali á thì mới biết tại sao nó biến như vậy, mà bây giờ tôi nói thì nó trách quát nha. Thì cái sanh tô sát nó cũng từ căn tuất, mà sanh tuất thi nó cũng từ căn tuất, mà cộng với sát, sát rồi cộng với tuất có nghĩa là sao, có nghĩa là vui với cái gì mình có. Chữ sát này có nghĩa là cái chữ sát này nó có nhiều nghĩa, sát này nó có nghĩa là của mình, mà chữ xá này có nghĩa là có nữa, có vui với cái gì mình có, vui với cái gì nó thuộc về mình, không có phải đi kiếm tiền thêm bên ngoài nha. Cái chữ này nó nghĩa là vui với cái gì có trong tay lúc này và tại đây. Rồi vui.
với cái gì là phát. Chứ thà là phát sanh, sanh tù sát cũng gọi là sanh tức thi hả? Tức là vui với cái mình được cái thứ hai là giá tha pa la sanh tô sát thấy đủ với cái gì thấy vui. Vui đâu có là thích mà vui đừng cái là thấy 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 an tâm thấy bằng lòng ấy, chứ phải vui là đam mê nha, mà vui là an tâm thôi. Thấy đủ đi, thấy đủ với nhu cầu. Rồi cái gì thứ ba là giác tha. Giác tha chi? Xa rúp bát sanh tô sát, đó là thấy và là biết cái chữ này mới dịch sao ta, tức là đi túc theo đúng với vị thế của mình. Rồi cái chữ sa pá này đó tiếng Anh đó, đó là kêu là appropriate, cái chữ sa pá có nghĩa là sao? Giờ nghe tôi giải thích. Chữ tha là phá có nghĩa là mình có được cái gì thì mình thấy đủ với cái đó. Thí dụ như bây giờ đó là sáng nay đó là tôi chỉ có một cái dĩa tàu hũ kho với miếng cơm trắng rồi, ok, không có canh, không có đồ xào, không có gì hết, chỉ có dĩa tàu hũ kho với cơm trắng. Mà có một cái chuyện mà nó hơi lạc đề, nó hơi tầm bậy, nhưng mà tôi nghĩ cũng nên nói ra biết đâu. Đó là quý vị biết có một cái món mà tôi nhắc tới mà tôi thấy đói bụng hơn đó, cho đó là cái món tàu hũ mà tôi kho, cái khổ qua đó. Cái món đó nó ngon lạ lùng lắm. Mà nhiều khi mình không có cái gì hết mà mình thấy có miếng tàu hũ không, cái mình cũng mong mà nó ước gì có thêm miếng khổ qua nhét ở đây kho cho nó ngon. À, thì cái đó không không gọi là tri túc nha. Cái đó gọi là tri túc, có nghĩa là chỉ là tàu hũ thôi. À, hoặc là có nhiều người mong cho phải miếng tàu hũ này mình ta dồn thịt vô, người ta chiên rồi nó đỡ biết nhiêu. Rồi rồi có người họ dồn thịt người ta chiên cho mình, cái mình ước gì cái này có cái sốt cà trên cho nó ngon. Rồi cái sốt cà xong rồi cái rồi cái này quên, cái này phải có rắc tiêu, phải có cái lá ngò lá gì trên đây, cứ đại khái cứ đi. Thì cái đó không gọi là giác tha là phát, mà la phát này có nghĩa là được, chữ la phát nghĩa là được, la phát này có nghĩa là ghen là được. Nghĩa là mình có cái gì thì mình vui cái đó thôi, chứ mình đừng cái đầu thêm nữa, cái đầu thêm nữa. Bởi trong kinh có kể cái chuyện rất là vui là hồi xưa có một kiếp đó Bồ Tát này là ông vua rồi, ngài cũng bỏ ngôi nghỉ tu. Bồ Tát mà bỏ ngôi đi tu là 850 tỷ lần, nhiều lần lắm. Thì ngài đi tu thì có một cái ông, ngài là vua của một nước lớn mà ngài bỏ ngôi vô rừng ngài đi tu. Thì có một ông vua nước nhỏ cũng chán đời, ông thấy ngài cũng mến quá, ông cũng bỏ ngôi ông đi tu theo ngài. Mà hai anh em ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy đó, trong đó làm gì có muối. Các vị biết giống như tù mà ở trong tù lâu quá ăn thiếu đường thiếu muối nó thèm tùm lum, thì mấy cái cha mà thầy tu mà ở trong núi trong rừng lâu thèm thì cũng ác ôn lắm. Thì coi như là như tôi bây giờ tôi đang ở bên Đức này, mà lâu lâu tôi thèm những cái lạ lùng lắm. Các vị biết tôi thèm ổi, cái trái ổi, những khi mình nằm đọc báo nửa đêm nữa thì nó nhắc tới cái trái ổi, cái tự nhiên cái nó cũng thèm. Và có những khi nửa đêm thì nó thèm, những nhiên mấy mà đàn bà có ngán thèm cái lạ lắm, thèm cái miếng chè mà chè trôi nước á, chè mà vò viên á. À, rồi tự nhiên có nhiều đêm những nằm mình thèm cái rau lang luộc vậy đó. À, nó lạ vậy đó.
đó, thì cái ngày cái ông hai anh em mà tham vua mà tu trong rừng thì là tự nhiên cái bữa thì lâu quá mà không có muối, thì bữa đó hai anh em mới đi xuống cái làng đi bác vậy đó, cái người ta cho muối thì Bồ Tát này cũng lên, người ta cho thì ngài cũng nhận về ngài ăn. Nhưng mà ông vua mà ông vua ông, mình kêu ông sư đệ đi, ông thấy người ta cho muối vậy cái ông mới gối vô trong một cái miếng lá ông ăn này ăn, nhưng mà ông để dành. Đấy. Thì bữa anh em ngồi ăn trong rừng ấy, thì Bồ Tát này có buột miệng thì nói thôi, người buột miệng thì nói cái này có thêm chút muối thì nó dễ ăn hơn, thì cái ông vua kia nó có rồi không có, sư huynh chờ chút em vô em lấy miếng muối ra. Thì Bồ Tát mới hỏi, người ta hỏi đâu có muối này đây, cái này bữa bữa đó mình xuống làng đó, người ta cho cái em để dành. Thì Bồ Tát có nói một câu thôi, ngai vàng bỏ được mà chút muối không bỏ được. Đấy, ngai vàng bỏ được một chút muối không bao giờ, tối nay mà lỡ mà xuôi tay mà nhớ miếng muối mà giấu ở trong cái kẹt đá như vậy có đi có ngọt hay không. Vì nghe có động trời không, ngai vàng bỏ được mà miếng muối bỏ không được rồi tối nay đó, mà lỡ mà tắt thở mà nhớ đó, cái miếng muối mà nhét trong cái kẹt đá này là đi có yên hay không, rồi tối nay mà thì mà nghe mưa nó lập bập rồi có sợ nước mưa nó lọt vô trong miếng muối này hay không, miếng muối mà nó làm cho mình nặng lòng mà nó níu chân nó níu tay như vậy thì có nên hay không. Thế là coi như ông sư đệ năng ông xin lỗi, nó em sám hối cái vụ này không có nữa, đây là last time, không còn nữa trong cuộc đời này, có thì ăn không có thì thôi. Thì dĩ nhiên cái chỗ này tôi cũng mở mở mặt là mấy cha này là tôi dịch trên mây, chứ còn tôi cái vụ này tôi không dám bắt chước rồi đó, bắt chước cái này thì không dám, bởi vì mình thời nay nó trước rồi lỡ thì mình thiếu cái gì, chứ còn nó thiếu này thiếu thiếu chất này thiếu chất kia rồi nó lòi mình, nó đi bác sĩ rồi không có bảo hiểm, không vợ không con xứ lạ quê người, mình lạnh lẽo gió sương như tôi giờ, tôi thấy tôi cũng ớn lắm, tôi kệ, chắc tôi cũng xin tu vừa lấy tay che bớt tượng để giấu mớ, chứ còn cái kiểu này không dám. Ok, thì đó gọi là yat tha la sanh tu sát, có nghĩa là tri túc với những gì mình có hả. Rồi cái thứ hai gọi là yat tha pa la, cái vụ này phải giải thích. Cái chỗ này đọc một bản chú giải không đủ mà phải đọc tám bản mới đủ nha. Cái thà ba lá nghĩa là sao? Ba lá ở đây có nghĩa là sức khỏe, cái ba lá đây nó nghĩa là sức khỏe hoặc là nhu cầu, nó nhiều nghĩa lắm, để tôi giải thích tại sao nó có cái chữ ba lá mà tôi dám dịch hai chữ Trung Quốc này. Một cái nhu cầu, cái sức khỏe là sao, có nghĩa là tôi chỉ có thật là có người họ cho tôi cái áo ấm thiệt là tốt, mà cái gì cái gạo đó nó cái màu tôi không có thích, nhưng mà nó bằng len nó quá sức tốt đi, mà bây giờ mình không lấy đó, thì mình nhớ cái len đó mình tiếc, mà tôi nói cái nút của nó thì nó trớt quớt, cái nút của nó to dữ lắm, gạo này dám áo nữ lắm, mình mặc vô nó giống như BD vậy đó, nhưng mà kệ nó len dày mà nó ấm kinh khủng lắm, mà cái màu thì kỳ, mà cái nút kỳ, cái kiểu nó kỳ, nhưng mà đặt thấy nó tốt quá. Thì cái này không phải là tri túc, bởi vì tri túc là giác tha pa la, cái nhu cầu thật sự của anh thì anh chỉ nhận đúng cái nhu cầu thôi, nếu cái đó mà nó làm cho anh không được vui, nó không được khỏe thì anh nên từ chối, anh đừng có vì tham vì tiếc nha, đừng có vì tham vì tiếc mà đội cái nón lớn hơn cái đầu, mang cái đôi giày mà nó nhỏ hơn cái chân nha. Cái chỗ này phải ghi cái câu đội nón lớn hơn đầu, mang giày nhỏ hơn chân đó, đây là cái kiểu đời sống mình hay bị cái này lắm nha. Đội nón lớn hơn đầu mang giày, tại vì tiếc quá ráng xài, mà các vị biết bác sĩ đó, họ có nói một chuyện động trời lắm, họ nói mang giày mà mang dép mà không có đúng nó làm hư cái chân của mình đi, đó là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn đó đôi giày mà mang không có đúng đó nó làm hư cái cột sống của mình, các vị có biết không, alo có biết không, cái đôi giày nó ảnh hưởng tới cột sống, cho nên bên Tây ấy, nó có cái đôi giày MPT là cái đôi giày này đó là coi như nó mang, nó giúp nó support cho cái lưng, mang nó kỳ lắm, cái hình dáng đôi giày đó nó giống như chiếc xuồng ấy, nó mang nó kỳ lắm, nhưng mà phải nói kẻ nào mà có mang mới biết, nó mang vô mang dưới chân á mà cái cột sống nghe nó sướng, cái chữ sướng thì tu nói nghe nó kỳ, nhưng mà thật sự cái chữ sướng nó mới lột tả được cái chỗ này, có nghĩa là mình mang dưới chân á, đây bà con không mang không biết, chưa thấy chưa tin, có thấy mới tin, có nghĩa là nó thuộc gì sanh đích chi cô e hí bá cô đến để mà thấy cái đôi giày đó mang ở dưới mà cái lưng nó sướng,
Cho nên kẻ nào mà thương cha thương mẹ đó, để ý báo hiếu sinh nhật hoặc là Tết nhất, làm ơn đưa ba má ra ngoài tiệm giày kiếm giùm tôi một đôi như vậy. Mang thì nó kỳ lắm nhưng mà nó đã cái lưng lắm, khỏi về tối, khỏi đấm bóp, khỏi massage, khỏi salon bát. À, cho nên là mang nón phải vừa đầu mà mang phải vừa chân, mà nếu mà mình vì tiếc vì tham mà mình nhận quá cái nhu cầu của mình thì gọi là không có tri túc. Thì cái trường hợp này là dắt tha bá la xâm tô xá, có nghĩa là không vì tiếc vì tham mà nhận lãnh hay cất giữ hoặc sử dụng quá nhu cầu của mình. Alo, có bị nghe không? Rồi cái thứ ba gọi là dắt tha xà rất bát. Cái thứ ba là dắt tha xà rất bát, dắt tha xà xà rất bát xăm tu sát, có nghĩa là ở trong này có nói rõ thế này: cái vai trò, cái vị trí, cái vị thế của mình nó ở cái mức nào thì mình nên xài cái mức đó thôi. Thí dụ mình đi trong này có nói rõ, thì mình đi chung với sư phụ của mình là một vị hòa thượng, ăn ngày mặc thì cái y thì cũng không có mới, cái tôi cái dèm cái đãi mà ngày mai không có mới, đôi dép mang cũng không có mới, thì cũng được được vậy đó. Nhưng mà riêng mình đệ tử thì rực rỡ chói chang nắng hạ là không được đó, cái đó gọi là không gọi là tri túc. Có nghĩa là mình cũng phải biết dòm trước dòm sau, rồi chưa kể là đi ra ngoài đường mà xá mà ông sư ông thầy mà dùng một cái cặp da mà chói lòa, rồi mang cái con đôi dép da bóng lộn, rồi cặp mắt kiến đắt tiền, rồi chưa kể có những vị mà đeo cái đồng hồ lâu lâu cái dán tay để coi đồng hồ, mà đồng hồ đó thì Rolex có 17.000 thôi, thì ở ngoài người ta ngó nó kỳ. Tu sĩ mà chạy chiếc Lexus hybrid mà kiểu SUV, rồi mui trần, đi dài Bentley của thụy sĩ, kiến Ray-Ban, đồng hồ Rolex, Longines, Omega, thì những cái đó gọi là không có giá tha Sa-rít-pa. Với Sa-rít-pa đây có nghĩa là thích hợp với cái hoàn cảnh của mình nha, với cái vị thế của mình. Đi chung với sư phụ mà phải nhìn mình với sư phụ, rồi mình ra đường mình nhìn cái đầu của mình nó đậu trọc. Rồi ngoài đời cũng vậy, mình là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con, là em, là anh trai, thì trong hoàn cảnh nào mình nên xài cái gì ngó coi cho nó được một chút, được một chút. Chứ có nhiều khi mình thích quá mình xài mình bất kể thiên địa thì cái đó không được, đó gọi là không gọi là dắt tha xà rất sanh tu sát. Mà cái sanh cái xà rất bá đây có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh dùng cái gì ngó trước trong sau, coi cái lúc này xài cái này nó có nên hay không, cái chữ này có nên hay không. Như vậy thì có ba cái loại tri túc: thứ nhất là vui với cái mình có, cái thứ hai, cái thứ nhất là vui với cái mình có, để cái thứ hai là bằng lòng sở hữu và sử dụng theo nhu cầu, không gì hơn nữa. Và cái thứ ba nữa là sở hữu và sử dụng vật chất theo cách nào coi cho được. Ba cái nha, ba cái có nghĩa là vậy đó: một là vui với cái mình có, và cái thứ hai là bằng lòng sở hữu và sử dụng theo nhu cầu không có hơn, và cái thứ ba đó là sở hữu và sử dụng vật chất theo cái cách nào coi cho được. Thì ba cái, thì cái đó được gọi là tri túc. Và ở đây phải nói thêm là có nhiều người hiểu lầm, thí dụ như pháp lục hòa là họ tưởng cái đó dành cho tăng ni, rồi pháp tri túc họ cũng tưởng dành cho tăng ni. Đúng, nó đúng có 50% là tăng ni là phải biết mấy cái này, phải hành trì mấy cái này, nhưng mà những cái này nè cư sĩ biết được chỉ có tốt chứ không có xấu, hành trì được chỉ có tốt chứ không có xấu. Chẳng hạn như câu
kỹ giùm tôi cái pháp Lục Hòa, nó có cái gì mà nó chống cư sĩ không? Có cư sĩ sống với nhau, vợ chồng con cái bạn bè anh em cha mẹ mà sống với nhau bằng cái tinh thần cái Lục Hòa đó hả, thì coi như chỉ có tốt nhưng mà sống. Rồi cái tinh thần mà tri túc, dầu là cư sĩ mà sống được trong cái tinh thần tri túc chỉ có tốt nhưng mà sống. Nhưng chỗ này làm ơn nhớ giùm, chỗ này làm ơn nhớ giùm, cái đây là cũng là câu kết buổi giảng sáng hôm nay. Tiết kiệm rồi tri túc, không đồng nghĩa với hà tiện, hào sảng, rộng rãi, không đồng nghĩa với hoang phí nha. Thương người không đồng nghĩa với đa tình. Mà điềm đạm á, thì không có đồng nghĩa, điềm đạm này không là vô tâm. Điềm đạm có nghĩa là trường hợp nào đi nữa, người cũng từ từ nên làm ơn phân biệt mấy cái này giùm nha. Điềm đạm có nghĩa là cái gì cũng từ từ, nó chỗ cái người đó mình khổ muốn chết mà sao không tỉnh bơ, không phải điềm đạm khác mà vô tâm khác. Thương người không có nghĩa là đa tình, đó là đụng ai cũng thương rồi tương tư rồi nhớ tùm lum tà la hết thì là không có đức nha. Rồi hào sảng rộng rãi không đồng nghĩa với quan phí. Và cái quan trọng nhất của buổi giảng chứ nó không có hưởng thụ. Đó là lý tại sao chứ hãy sống ở cái mức cần và đủ. Là vì sao? Là vì các con hưởng mấy trăm ngàn tỷ a tăng kỳ chưa đủ hay sao? Một cái bữa cơm mà ăn trong cái sự say đắm, một lần mặc áo mà bằng cái sự say đắm, một lần sử dụng nữ trang mỹ phẩm mà bằng cái sự say đắm, là một lần ta đầu tư thêm sanh tử. Phải nói như vậy. Đó là lý do tại sao Phật dạy tri túc. Và hơn thế nữa, Phật dạy nếu hàng xuất gia đầu đà được thì tốt, là bởi vì như vậy đó. Cứ một lần sử dụng vật chất bằng cái lòng tham đắm là một lần đầu tư sinh tử. Ok, xin hẹn lại bà con vào ngày thứ ba. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui. Ok.